bạn cứ tưởng tượng một ngày nào đó bạn sống trong một căn nhà mà cái trần nhà được trấn bởi một cái xác chết, xung quanh xác chết được uống bằng rơm, thì lúc đó cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào? Thì không biết cái lần gặp gỡ này sẽ là gọi là trả ơn hay là báo oán đây. À, mọi thứ nó rất là còn nhiều thứ gây tò mò cho quý vị khán giả. Có một người chị ruột, và người chị ruột này có hai đứa con. Thì cái câu chuyện nó xảy ra là khi mà một đứa con chết, chỉ còn lại một đứa con thôi. Nhưng mà trong cái vai phản diện này nó có nhiều yếu tố lắm, rất là ác. Ác mà ác không tưởng luôn. Vào thời điểm đó thì cái việc mà thầy bói vẫn đang là một cái vấn đề, nó là gọi là mê tín dị đoan rất là rõ ràng và rất là mạnh ở thời điểm đó. Thì anh là một người làm nghề thầy bói và làm cho cái câu chuyện trở nên phức tạp hơn, đó chính là anh. Già lắm, ông già nha, quản gia. Mà quý vị biết cái quản gia mà cái thời xa xưa đó, thì là mấy ông đó là, mấy ông là khó khăn lắm, khó khăn với lại những cái người mà dưới cơ ổng lắm. Nhưng mà lúc nào cũng sợ chủ cả. Những cái người trong gia đình mình phải trải qua cái hoàn cảnh đó. Người chị của anh phải bị điên khi mà mất một cái đứa con như thế, và anh phải chịu đựng một cái cảm giác là có hai đứa cháu, mà hai đứa cháu cùng bệnh mà chỉ cứu được có một đứa thôi, còn một đứa thì nó bị chết. Và cuối cùng là anh lại phát hiện ra là cái lý do vì sao mà đứa con gái đó chết. Vì cái hoàn cảnh đó đó mà khiến cho nhân vật của Lê Lộc mang một cái bệnh, có một cái gì đó nó huyền bí, nó mờ ám trong căn bệnh này.